Hello cả nhà, thì hiện tại mọi người biết thấy em đang đâu không? Thì mọi người cũng thấy ai rồi đó. Bà hai đó mọi người. Thì giờ bữa nay hai em ra đây để nhờ sự góp mặt của chị Chi. Đó bây giờ mấy em cho là mấy em kiếm luôn mấy bà chị dâu mọi người là cho tiếp mấy em. Bây giờ bọn em sẽ đi vô chổng kêu chị Chi để mà đi ra ngoài xử lắm cho mọi người. Ủa chị? Trong nắng hả? Đó thì chị sẽ chắc nắng xong rồi tiếp gì nữa rồi? Tiếp cái vụ này quan trọng lắm. Đơn hả? Dạ. Yeah. Chị bữa nay chị được tung hoành á. Đúng. Chị được bán tắc nhẹ. Đúng rồi. Thôi mà, tưởng đau. Rồi, đi hả? Dạ đi hả? Dạ. Đi chị ơi. Đó. Đây chị Chi nha mọi người. Ơi mình cầm cái bọc này hen. Đây. Phải có cái này mình mới cho được mấy ảnh. A few moments later. Hello, gì tới đó trời, mình thanh thằng đó. Hello. Mày chơi tới cỡ này luôn đó hả? Trời ơi. Mày chơi bụi đạo luôn hả? Hôm qua ơi. Hôm qua mới chở đi ra thấy nguyên ba mâm nhậu ngoài đường, nó nhậu ngoài đường mới vui. Bữa nay nó làm thiệt coi. Bà nội em uống hoài chân. Không, không ăn. Không ngủ vô quay. Nhậu bà nội này. Vô. Vậy? Sao vậy? Nhớ mày tự diễn trở thôi đi. Bà nội mới nhậu. Vô. Quay nhậu trong nhà, nhậu ra đường nhậu quay. Tối mai người ta chạy xe lủi rồi đụng máy bay sao? Không gì hết chó rồi sao? Có mày á. Yeah, I'm in the boom man, I'm meant to fly, I'm meant to fight. Oh, I'm in the boom man, I'm meant to fly, I'm meant to fight. Bộ 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 nhậu xong người ngáo luôn hay gì? Đừng có nhạc đâu mà nhảy. Quậy bằng nhà giờ. Ủa nhà nội mày đẩy đây vô không? Béo nè, nhà béo nè. Chỗ này là cái chỗ nhậu lại đây à. Ủa nhậu có nhậu đây mà thằng phàm nha. Thôi gia đình đưa xử lý đi. Anh quá còn chưa. Thằng này là thằng nào mà sao? Gì vậy? Thằng này chú một mà. Ê, ngày là con chó nè. Năm. Nó học con chó. Gì vậy? Mày ra mày căng hay là mày ăn hiểu mày? Mày không nói cà đuổi ra đây. Cái này giờ nghe. Thằng này là thằng ăn nhiều không nè. Thằng ăn nhiều. Mày nghe chưa? Bữa nay chơi tới bài rồi luôn hả? Là nhậu mày hổng, tôi giả mày nét cái vô nhà nhậu xong xỉn cái đầu kêu mẹ tao bỏ quẹ người ta. Thấy bình thường kêu mẹ tao mà. Làm được chứ quay. Đúng rồi, vô nhà nhậu đi, cũng cái đồ. Dài đi vậy. Ê, nhảy sao nhậu với cái bằng nào với cái bằng đưa. Làm được chứ quay vậy. Vậy kìa. Rồi. Có mấy ní rồi. Mấy ní luôn. Đây có mấy ní, dùng mấy ní đó trời. Đây, cái lông mày dài á. Cái mày hồng mà không biết kiểu hài bê mà hồng bê đó này. Bút bèo cá bây giờ, chứ mà kêu thêm không? Đánh ní thôi hả? Cái này là từ dưới nữa. Bây giờ đánh ní thôi hả? Đây, thôi giữ được nhậu mới cho mày. Ở đây, mấy bê vô đây ngồi nhậu. Đó, vô nhậu kêu mày tao sao lại đi. Bài đặt bài đều nữa đi. Tao thèm nhậu lâu lắm rồi. Lâu mới nhậu mà. Bữa nay thứ bảy rồi gọi thêm mưa. Lâu mới nhậu mà. Còn cái lâu nào đâu mà nhậu. Vô. Ăn nhậu từ tới là bản lĩnh rồi. Ba, vô. Để nổi đi ăn nhậu ngu. Lẹ đi. Bữa nay mất tiêu. Láo là tôi bánh nha. Ăn nhậu rồi chứ không chơi nhậu. Rồi, cái này của bạn tao. Ờ. Vậy đi, rồi vô cái nào đi ngồi ngoài không chịu trời ơi đuổi luôn. Đó vậy đó mà ngồi hoài à. Đi ra rồi không chịu. Đi biết đứng lên. Ê, nó lấy cái nè. Đó. Rồi nó luôn. Tại tao sẵn tao kêu mày tao bình thường. Vô mà nhậu là chán nhau hết. Kêu mày tao sẽ láng. Đi chơi đi. Đi đi. Qua nó đó. Tại nhiều luôn. Mày nói gì? Tại nhiều. Đó là cái nhiều. Tại tụi mày ăn nhậu chứ phải hốt mẹ luôn cái gì. Vô đi mày. Ai cái thằng ăn nhiều mày trả vô ta đi. Trả mày nè. Ăn nhậu rồi vậy mày. Không nói là hoài hả? Vô
quá nghe. Rõ ràng nhậu rồi lại đi thầm hà mà. Nhà trên nhà dưới nè, nhà dưới nhà cho nhà dưới uống nữa. Mày nay mày ăn mày ăn gan thầm mày. Ôi trời, nằm ở dưới đây trời. Đi vô cổng rửa chén đi. Hả? Đây đây nhậu cái mẹ. Đây cái thằng này. Mày mày ngồi mày ăn mày đừng có động vô tấm cao su được, mày đâu động vô mấy đó đâu mà sợ. Ai mày chưa Tết nữa mà mấy đứa này khai trương nhanh quá. Qua năm rồi không? Ai không biết nước à? Ai nước bia tôi uống như nước lã trời. Trời ơi, nhấp không nhấp môi. Đầu đầu nó chạm rồi. Bình thường. Đó. Né ra luôn đi. Thì mày uống rượu đế đi hả nó? Đó. Nè hỏi vô cái thử đất đi con. Ôi. Chó già mà là cả hướng. Ai con không có động vô mấy con sung nha. Rồi. Một lần thôi nha. Ở nhà tôi và bà ối và tôi quánh ba đó. Đó mày ra mày xuống nha, tao ối cho chồng ối nha. Đi vô nè. Vô. Đâu mày uống, uống đi. Mày tụ tập chưa? Vô nè đi. Cho chị mày lại hả? Vô nè, cho thằng chồng đây. Đánh cho nó đi. Thôi cạn đi, cạn đi. Bố ơi. Đó là chào bà nội bà sỉnh mày sao cái mặt bà mớm như trời. Vô nè. Thôi, bà nội bà sỉnh rồi sao bà hôn quá vậy? Ăn nhậu đi, ăn nhậu với người ngu. Mày để cái ra. Mày vô không? Dạ thì nó vô đó, mày kêu nó vô thì nó vô đó. Chạy ra đường xe nó chạy không à. Ê bay trước cái nhà tao quen. Thôi trường. Chạy vô đây nè. Thôi trường. Chữ luôn kìa. Thôi trường. Ê Sơn, Sơn, cổ bòi hát ngày chế kìa chơi Sơn. Vô. Đi đi đi. Ông sao mày hát? Ông hát không? Mày hát đi. Mày hát đi. Trong nhận mày thấy nó ổn quá. Mày chạy vô. Vô rồi bà nội ơi. Bà nội nhậu vô. Vô đại tử sư phụ mày. Đại tử vô mày chơi mày con mày. Mày hớt mày là. Trời ơi. Chơi đây em muốn chơi chơi cho vui thôi. Vô vô. Tư quại chào mày sao á. Ừ. Mày ra đây. Mày ngủ sự. Ngủ đâu nhậu xong. Bây giờ gia đình ai đấy xử lý đi. Thôi nghỉ. Bây giờ thấy gia đình mày em ngu hoài á. Nào. Gia đình nào. Cái bà ngộ quá. Chào mày. Quay hơi nó tính lấy cái cà nào mày, mày đừng đổi vô, đổi vô cái mặt bự. Trời ơi, mặt. Nó không có nhà. Nè. Đây nè, tao nhậu tao đổi lên, đổi nó nguy hiểm lên nè, chiếc xì to nè. To nè. To nè. Nè, đừng ăn hiếp gái bà nghe. Chị, có chị con không? Thật ra tôi là đệ tử của anh Hồng Xạ Điêu, là sư phụ của Đông Phương Bất Bại, tên là Tây Phương Thất Bại. Vô. Vô đi. 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 Mày nhậu mày ngủ mày không thằng mày đó bị giao khác rồi. Không à. Cái đi. Rồi quét không nổi cái cây trúng cây cái bà nội mà sỉnh trúng cây kìa. Trời. Nghe. 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 Chạy nó ra. Kìa. Cái đồ mà. Cái gì mà giỡn thằng vậy hả?
Qua đây nào. Qua đây. Anh nhậu vui. Đâu đây? Mì không có. Có bỏ đầu giờ anh nhậu vui mẹ. Mày dẹp ông sáu đứa nó về cái. Trời ơi bà nội này đứng trong đây rồi bà nội ơi. Thôi dẹp lỏng rồi, con nhậu rồi bà, ông không có gì mà. Nó nhậu uống bao quà vậy? Nghĩ đi trời ơi. Tao không có quà cho. Tao không có quà cho. Đủ quá. Trời đất ơi, tự nhiên cái tỉnh xe đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Nhậu ăn uống quen, không uống quà đó. Mày nhậu thôi, mày đi con chó mày nhậu đó, mày đừng có quậy sự. Má ơi má. Trời là trời ông quậy đó trời. Lấy nhậu rồi, lấy nhậu. Đó coi bà nó. Đi đi mẹ qua. Ừ. Nhậu đi mẹ, mấy mẹ. Thôi nhậu đi đừng má. Mày nghĩ sao mày làm lợi ta, lợi ta, lợi ta. Ôi trời. Trời ơi. Trời ơi, cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với. Cứu cuộc đời với. Trời ơi. Mắc lại con. Mày đừng có làm ác, mày đừng có làm như vậy con ơi. Trời ơi, cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với. Cứu cuộc đời với. Giờ nơi nàng phương sao rơi rơi.
ơi, nhìn tội nghiệp quá mấy ông ơi. Mấy nay mưa bão nè, chết chung gió gì rồi. Ông này ông nhậu dữ lắm. Ông này ông có vợ có con gì không? Nghe nói có, sao không có hai đứa con sao á? Ồ, tội nghiệp cũng quá. Nào vô chết quẹo ơi, bà nội. Bỏ tao đi đâu nè. Chí ơi. À, để mày đi. Mình vô vô. Thôi mình vô cái đây. Đem tỉnh nè. Vô thôi, vô gì nè. Tỉnh quay. Tỉnh rồi, ngồi nhậu máy đi, mấy này đừng quậy quá, tao quậy tao lại, tao nghỉ mày luôn á. Mày nhậu nhà tao. Đi, bay. Vô. Vô giùm cho. Vô cho là kéo đó. Nhậu đó. Nhậu đi trời ơi. Đi đi trời ơi. Nhậu đi sáng trời ơi. Sơn Sơn, Sơn ơi, quậy rồi lụm lon rồi chứ không phải nha. Trời ơi, là trời ơi, sao chứ. Hả chà. Đừng có quánh nó bay, đau bay. Đụng mẹ đau. Quánh hoài vậy. Thanh thần là chờ mới qua. Ông đi vô thêm tiếp đây. Đây. Vô. Xưa nay thế gian quanh mình vẫn luôn luôn làm những pha. Xung quanh nhau đối tốt về mình sẽ luôn cho họ những pha. Mười học sinh làm ngày làm đêm xong chỉ chọn cái đầu tiên. Bạn có chưa? Hai má nhìn cái gọi má. Ủa sao miếng nữa đâu? Ừ, mấy bà mấy má rồi ở nhà cũng ngủ. Quá yếu thì mà. Ủa sao rồi? Ra đây, đổ má ra đây. Bà bác cứ hành nghe con không biết gì chân cũng lon nha. Bà bác bởi chậu luôn hả? Bởi chân lon luôn rồi. Bởi má, bởi chậu tám chân rồi nè, đủ má lắm rồi. Vô nhà đi, bởi chậu tám chân rồi nè. Ở ngoài đi. Bà tám nói gì chứ bà không có chén này đâu. Bà chặt rồi không à? Đâu. Banh chậu hết rồi nè. Mày ra dọn không mày? Mày má ơi, mày má. Má ơi. Quay, mai mốt á bay có nhậu á bay lên nóc nhà tao bay nhậu luôn á. Nhậu trước đặt nhậu ta trời. Đó nè, nhậu rồi giữ trời, nhậu đây với tao luôn. Nhậu tao luôn. Này xi măng vô là ok rồi. Để
ơi, ba đứa ăn nhậu rồi quậy. Trời ơi, không sao, đợi để được không? Dạ. Ăn nhậu phải quậy chứ không biết. Để đỡ đi. Mấy nhóm kia đó rồi. Mày biết ai cũng kêu rồi. Mày đâu quậy. Mấy nhóm này cho mày sao chứ đỡ vô dẹp đi, dẹp chứ vậy. Rồi ông đẩy đây rồi mà tám chữ tôi chữ ai. Mấy cái thùng phi mà mày lớn lắm. Lớn rồi. Mẹ cây luôn trời. Ôi trời ơi, cái này có sao không? Cái này nè. Cái này nè. Cái này nè. Tao nói cái này nè. Cái này nè, đụng cái này đụng chúng ta luôn mà. Ông chạy quậy. Cái này đụng. Tao nói có sai không? Nè, nãy đụng chúng cái này nè. Và cái này nó đụng vô nè. Bị ba luôn. Ba đứa uống như này nè. Tao đấm ba cửa vậy. Càng không vũ trụ. Thôi mà ơi, ông chưa lấy cam, chưa lấy cam. Mạnh mà, chưa thấy rồi nó cũng chết luôn á. Thì giờ mình cho của mấy mình tới đây nha. Nếu bạn thấy hay thấy vui, nhấn like, subscribe cho mấy chị em mình nha mọi người. Nói chung mình cho nó quá trời hả dạ. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye.